Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Hôm nay Chủ nhật ngày 19 tháng 9 năm 2021, chương trình sẽ có những nội dung chính như sau. Vừa đảm bảo sản xuất cho người dân, vừa phòng chống dịch COVID-19. Philippines, Trung Quốc tăng mua gạo Việt Nam. Những lớp học cho gen tại Afghanistan. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua 18 tháng 9, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Bình đã tổ chức cấp phát tiền mặt hỗ trợ sinh kế cho bà con 4 xã bị thiệt hại do lũ lụt ở huyện Tuyên Hóa. Đây là hoạt động nằm trong dự án khắc phục hậu quả lũ lụt năm 2020 tại trường học và cộng đồng ở tỉnh Quảng Bình. Dự án được tài trợ bởi Tổ chức Cứu trợ Trẻ em Quốc tế tại Việt Nam. Đã có 214 hộ gia đình thuộc 4 xã gồm Thanh Hóa, Mai Hóa, Văn Hóa và Cao Quảng được cấp phát tiền mặt mỗi hộ 3 triệu đồng. Với số tiền này, các hộ gia đình sẽ cam kết mua con giống, vật nuôi để phát triển sinh kế. Dự án khắc phục hậu quả lũ lụt năm 2020 tại trường học và cộng đồng ở tỉnh Quảng Bình được triển khai thực hiện tại 4 xã nổi trên từ tháng 6 năm 2021 với tổng kinh phí hơn 4,3 tỷ đồng. Ngoài cấp phát tiền mặt cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn do thiên tai, dự án còn hỗ trợ bồn chứa nước 1.000 lít cho hơn 100 hộ gia đình của các xã, tập huấn đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng và lập kế hoạch phòng chống thiên tai cho ban chỉ huy phòng chống thiên tai và đội xung kích cấp xã, tập huấn trường học an toàn cho 11 trường học, hỗ trợ trang thiết bị trường học và xây dựng các tiểu công trình để nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân các xã. Theo kế hoạch, dự án sẽ kết thúc vào tháng 12 năm 2021. Hưởng ứng chương trình trao phần quà san sẻ yêu thương do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động, những ngày qua, cả cấp hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Minh Hóa đã thăm tặng quà cho hàng chục phụ nữ và trẻ em nghèo. Theo đó, hội phụ nữ các xã thị trấn trên địa bàn huyện đã vận động cán bộ hội viên phụ nữ thu gom phế liệu bán để gây quỹ, tổ chức đi thăm và tặng quà trên 50 phần quà cho phụ nữ và trẻ em nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Những món quà tuy nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn, góp phần tiếp tục động viên phụ nữ, trẻ em nghèo vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Thời gian tới, các cấp hội phụ nữ huyện Minh Hóa tiếp tục kêu gọi cán bộ hội viên phụ nữ phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ, người dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm, chung tay hành động phòng chống dịch bệnh thiên tai. Phần đầu, mỗi cán bộ hội viên phụ nữ là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch bệnh. Thông tin từ Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 tỉnh cho biết, trong 24 giờ qua, từ 6 giờ ngày 18 tháng 9 đến 6 giờ ngày 19 tháng 9, Quảng Bình ghi nhận thêm một bệnh nhân tử vong. Đây là trường hợp tử vong thứ hai sau khi nhiễm COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Đó là bệnh nhân 536887, 63 tuổi, ở xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch, được chẩn đoán tử vong do ngừng tuần hoàn hô hấp không hồi phục, viêm phổi nặng do virus SARS-CoV-2, xuất huyết tiêu hóa nặng nghi do vỡ tĩnh mạch thực quản. Bệnh nhân có bệnh lý nền xơ gan. Trong 24 giờ qua, toàn tỉnh có thêm 102 bệnh nhân được xuất viện, ghi nhận 24 ca nhiễm mới COVID-19, trong đó có 12 ca trong cả khu cách ly tập trung, 3 ca trong khu phong tỏa, gồm 1 ca ở phường Quảng Thọ, 1 ca ở phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn, 1 ca ở cửa khẩu quốc tế Cha Lo, huyện Minh Hóa. Ngoài ra, còn có 8 ca nhập cảnh, 1 ca là công dân đã hoàn thành cách ly tập trung về cách ly tại nhà, lấy mẫu giám sát vào ngày thứ 7 cho kết quả dương tính. Người này ở xã Quảng Hợp, huyện Quảng Trạch. Tính đến 6 giờ ngày 19 tháng 9, Quảng Bình có tổng số 1.489 ca nhiễm COVID-19, đã có 610 bệnh nhân được xuất viện, còn 877 bệnh nhân đang được cách ly điều trị. Toàn tỉnh đã có 116.301 người được tiêm vaccine phòng COVID-19, trong đó có 50.755 người được tiêm đủ 2 mũi. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay ở huyện Bố Trạch, ngoài các địa phương đang thực hiện chỉ thị 16, thì các địa phương còn lại được nới lỏng giãn cách xã hội thực hiện chỉ thị số 15 và 19 đã bắt đầu phát triển sản xuất để ổn định cuộc sống và đảm bảo tuân thủ nghiêm cả quy định về phòng chống dịch COVID-19. Sau khi chuyển trạng thái mới về việc áp dụng các mức độ phòng chống dịch COVID-19, từ thực hiện chỉ thị số 16 sang thực hiện chỉ thị số 19 của Thủ tướng Chính phủ, bà con nông dân của xã Thế Trạch, huyện Bố Trạch đã bắt đầu xuống đồng để sản xuất và thu hoạch các loại cây trồng vụ hè thu. Quá trình tham gia sản xuất, bà con nông dân rất có ý thức về việc tuân thủ nghiêm các quy định phòng chống dịch COVID-19, như không tụ tập đông người, đảm bảo giữ khoảng cách an toàn, hạn chế tiếp xúc và đeo khẩu trang khi làm việc. Thời gian vừa qua, thời tiết khắc nghiệt, diện tích sản là thu rất là nhiều, nhưng mà do là thực hiện tổ cái chỉ thị 16, cho nên là chưa thu hoạch được. Thì đến hôm nay là thực hiện cái chỉ thị 19,
thì gia đình tôi thì cùng tranh thủ để ra là thu hoạch sắn cho kịp thời, cái mà coi như là sắn thủ hết rồi, thế là phòng dịch cho tốt. Huyện Bố Trạch hiện có 4 xã và một số thôn, tổ dân phố thuộc vùng đỏ đang áp dụng chỉ thị số 16. 9 xã, thị trấn thực hiện chỉ thị số 15 và 15 xã, thị trấn đang thực hiện chỉ thị số 19. Bên cạnh khuyến khích người dân phát triển sản xuất kinh doanh, cấp ủy chính quyền, ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các địa phương được nới lỏng giãn cách xã hội cũng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, yêu cầu người dân thực hiện đúng nội dung các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch. Các xã, thị trấn thực hiện chỉ thị số 19 đã tiến hành ra soát, giữ lại một số chốt kiểm soát ở trục đường chính và giảm số lượng người ở các chốt, chỉ thực hiện chức năng cảnh báo là chính để đảm bảo an toàn cho địa phương mình. Đồng thời, nắm chắc các đối tượng từ các vùng khác vào địa bàn và nắm người của địa phương mình di chuyển sang các địa bàn khác để quản lý dịch tễ. Trên địa bàn xã Tây Trạch đang thực hiện chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng chống dịch COVID-19. Với sự quyết tâm cao của Đảng ủy, của Ban chỉ đạo phòng chống dịch, cho nên trên địa bàn xã Tây Trạch chưa có ca dương tính. Hiện nay chúng tôi đang tập trung tổ chức cho bà con sản xuất với phương châm là đảm bảo 5K theo quy định của Bộ Y tế. Đồng thời thì chúng tôi đang còn để lại 2 cái chốt để kiểm soát các cái phương tiện và người ra vào trên địa bàn. Chúng tôi tin tưởng sẽ giữ được địa bàn xanh sạch để giữ vững địa bàn là không có là dịch bệnh xảy ra. Hiện nay, ngoài việc tập trung chỉ đạo, hướng dẫn để bà con nông dân ở các địa bàn nới lỏng giãn cách xã hội, ổn định sản xuất kinh doanh, đảm bảo đời sống, các địa phương của huyện Bố Trạch cũng đang tích cực tìm kiếm thị trường, tạo mọi điều kiện thuận lợi để hỗ trợ người dân trong việc mua bán, vận chuyển và tiêu thụ các loại nông sản, đặc biệt là tìm đầu ra cho các diện tích sắn, loại cây trồng chủ lực của huyện Bố Trạch đang trong thời kỳ thu hoạch. Thưa quý vị và các bạn, Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Bình cho biết, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình vừa thống nhất về việc tổ chức cuộc họp trực tuyến với các doanh nghiệp và một số sở ngành có liên quan để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Cuộc họp dự kiến sẽ được diễn ra vào ngày 22 tháng 9 năm 2021. Đài Phát thanh Truyền Quảng Bình trân trọng thông báo đến quý vị và quý doanh nghiệp biết. Quý doanh nghiệp nếu có nhu cầu tham gia cuộc họp, xin đăng ký về Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình theo số điện thoại 0945 501 611. Gặp bà Mai Thị Hải Vân, chuyên viên phòng quản lý đầu tư. Thời gian dự kiến ngày 22 tháng 9 năm 2021. Hình thức cuộc họp tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu cơ quan tỉnh ủy đến cả doanh nghiệp dự họp. Sau khi quý doanh nghiệp đăng ký thành công sẽ được cấp một tài khoản để tham gia cuộc họp trực tuyến. Đài Phát thanh Truyền Quảng Bình trân trọng thông báo. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế gửi đến người dân thông điệp 5K với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay, vệ sinh các bề mặt, vật dụng thường xuyên tiếp xúc. Giữ vệ sinh, lau rửa và để nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập, không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, gọi đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc cơ quan y tế địa phương để được hướng dẫn đi khám bệnh an toàn. Việt Nam chung sống an toàn với dịch COVID-19. Trước thực trạng một số đối tượng giả danh lãnh đạo công chức của Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật thuộc Bộ Tư pháp liên hệ với các cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương để mời mua cuốn sách chỉ dẫn tra cứu và áp dụng luật xử lý vi phạm hành chính, Bộ Tư pháp vừa có công văn số 3170 để thông tin về cuốn sách này. Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình cũng đã có văn bản đề nghị các sở ban ngành cấp tỉnh, các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố không tham khảo cuốn sách nêu trên trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Theo thông tin từ Bộ Tư pháp, thời gian qua có tình trạng một số tổ chức cá nhân liên hệ với các cơ quan nhà nước trong và ngoài ngành tư pháp để mời mua cuốn sách chỉ dẫn tra cứu và áp dụng luật xử lý vi phạm hành chính,
gồm 2 tập do Nhà xuất bản Lao động xuất bản vào tháng 6 năm 2021. Đây là cuốn sách Mạo danh Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh làm chủ biên đã bị Nhà xuất bản Lao động đình chỉ phát hành và yêu cầu thu hồi. Vấn đề tra cứu và áp dụng luật xử lý vi phạm hành chính là nội dung phức tạp, có phạm vi áp dụng trong nhiều ngành lĩnh vực và liên quan đến nhiều cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương với 215 chức danh, 16 cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính. Do đó, trường hợp cuốn sách nêu trên có sai sót về nội dung mà được cả cơ quan nhà nước có thẩm quyền tham khảo áp dụng sẽ có thể gây hậu quả tiêu cực trong việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Tiếp tục chương trình là một số thông tin quan trọng khác. Nhằm làm cơ sở đánh giá kết quả huấn luyện tài chức năm 2021, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức kiểm tra bản đàm thật cho các đối tượng sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, khối 4 cơ quan, tham mưu chính trị, hậu cần, kỹ thuật. Theo đó, đối tượng sĩ quan thực hành kiểm tra bắn súng ngắn K54-11B1C và đối tượng quân nhân chuyên nghiệp thực hành kiểm tra bắn súng tiểu liên AK-71. Trong điều kiện thời gian huấn luyện ngắn, phân chia nhiều đối tượng, độ tuổi, cán bộ đảm nhận huấn luyện cùng lúc thực hiện nhiều nhiệm vụ. Nhưng với tinh thần thi đua cao nhất, cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp nêu cao ý thức trách nhiệm, nắm chắc điều kiện bay bắn. Bình tĩnh, tự tin thực hiện đúng yêu lĩnh động tác quy định đối với từng bay bắn, nên kết quả kiểm tra có 100% đạt yêu cầu, tỷ lệ khá giỏi chiếm trên 50% với cả hai đối tượng. Đơn vị đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị trong quá trình thực hành kiểm tra bắn đạn thật. Thời gian qua, huyện Lệ Thủy đã thực hiện có hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Đến nay, toàn huyện có trên 1.800 hecta có giá trị thu nhập trên 100 triệu đồng một hecta một năm. Đề án xây dựng 6.000 hecta đạt giá trị thu nhập trên 70 triệu đồng một hecta một năm. Đến nay, trên địa bàn huyện đã hình thành cả vùng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn như cánh đồng lúa lớn trên 3.400 hecta, rau màu 530 hecta, khoai lang 340 hecta. Cùng với đó, việc ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất như canh tác lúa theo phương thức cải tiến SRI, công nghệ tưới tiết kiệm nước của Israel, quy trình công nghệ sản xuất Việt Gáp đang được các đơn vị, hộ dân quan tâm đầu tư. Đến nay, toàn huyện có trên 1.800 hecta có giá trị thu nhập trên 100 triệu đồng một hecta một năm. Thời gian qua, Hội Nông dân huyện Tuyên Hóa đã vận động khuyến khích các hội viên nông dân đa dạng hóa cây trồng nhằm nâng cao thu nhập. Năm 2016, ông Nguyễn Văn Quang ở thôn Cao Cảnh, xã Cao Quảng, huyện Tuyên Hóa đã chuyển đổi 6 hecta cây trồng lâu năm kém hiệu quả sang trồng sả và chưng cất lấy tinh dầu. Nhờ áp dụng kỹ thuật chiết xuất phù hợp nên mô hình trồng sả lấy tinh dầu đã đem lại hiệu quả kinh tế khá cho gia đình ông Quang. Hiện giá tinh dầu sả bán ra thị trường dao động khoảng 2 triệu đồng một lít. Sau khi trừ tất cả các chi phí, mỗi năm ông thu lãi khoảng 80 triệu đồng. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, huyện Bố Trạch đang chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi. Từ đầu năm đến nay, toàn huyện đã triển khai tiêm vaccine cho đàn gia súc gia cầm. Huyện cũng đã phân bổ hơn 1.100 lít hóa chất các loại và 42 tấn phôi bột cho các địa phương để hỗ trợ cho các hộ chăn nuôi chủ động sản trung trang trại. Để đảm bảo cho đàn vật nuôi tiếp tục phát triển ổn định, chính quyền địa phương đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động phòng chống dịch, thường xuyên theo dõi, kiểm tra các vùng có nguy cơ xuất hiện dịch để xử lý kịp thời.